Xin chào quý vị và các bạn Ông quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc Thưa quý vị và các bạn thân mến Nguyễn Công Thắng, cán bộ tỉnh ủy Bắc Ninh bị phát hiện xài bằng thạc sĩ giả Ông Nguyễn Công Thắng, 40 tuổi, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bắc Ninh vừa bị đề nghị kỷ luật do xài bằng thạc sĩ giả để làm luận án tiến sĩ Điều ấy âm là Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy được biết đến là cơ quan kiểm tra giám sát cán bộ về các dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên. Theo bản lý lịch của ông Nguyễn Công Thắng, được báo chí Bắc Ninh đăng tải thì ông Thắng có hai bằng thạc sĩ kinh tế luật và một bằng tiến sĩ kinh tế. Trong khi đó thì báo dân Việt hôm 28 tháng 10 cho hay việc ông Thắng xài bằng giả thạc sĩ chỉ được phát giác khi ông này bảo vệ luận án và nhận bằng tiến sĩ. Bản tin cho hay ông Thắng sử dụng giấy công nhận văn bằng trình độ thạc sĩ, không do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp. Hành vi sai bằng giả của ông Thắng bị cho là vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân. Báo Dân Việt cho biết thêm từ hồi tháng 4 năm 2013 đến nay, ông Nguyễn Công Thắng được bổ nhiệm giữ chức vụ quan trọng của địa phương và tỉnh ủy Bắc Ninh. Hiện chưa rõ ông Nguyễn Công Thắng có mất ghế hay chỉ bị khiển trách vì tội xài bằng giả. Việc một quan chức bị phát giác xài bằng giả để được thăng quan tiến chức không phải là chuyện lạ ở xứ Cộng sản Việt Nam. Theo giới quan sát thì vấn đề là ai bị lộ và việc xài bằng giả và ai thoát và tiếp tục tín nhiệm để leo lên những chiếc ghế quyền lực cao hơn. Theo báo Tuổi trẻ năm 2020 trong vụ bê bối trường đại học Đông Đô cấp bằng giả có rất nhiều người mua bằng của trường này và các cán bộ công chức tại các địa phương. Thời điểm đó ông Nguyễn Như Phong, cựu tổng biên tập báo Petro Times đăng lên trang cá nhân như là một bức thư ngỏ để gửi 55 quan chức mua bằng giả của đại học Đông Đô, yêu cầu những người này từ chức nếu không muốn bị ông công khai danh tính. Tuy vậy thì trong vụ này, công luận không thấy ai từ chức vì xài bằng giả và ông Nguyễn Như Phong cũng không giữ lời. Trước đó, chưa lâu đã có chuyện dùng bằng giả và cháo thân để mà thăng tiến. Để đi tắt đến đích thì nhiều người đã tìm mọi cách để có trong tay tấm bằng giả và thậm chí là cháo thân để rồi một ngày bất ngờ bị té ghế. Ngày 22 tháng 10, ông Nguyễn Quang Anh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Phùng Văn Chiến, Viện trưởng Viện Quy Hạch Xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình để làm rõ những vi phạm trong việc bị phản ánh sử dụng văn bằng giả. Trước đó thì dư luận cũng xôn xao chuyện ông Chiến sử dụng bằng tốt nghiệp đại học giả của trường đại học dân lập đồng đô. Kết quả xác minh cho thấy văn bằng tốt nghiệp đại học của ông đã nộp được tuyển dụng để bổ nhiệm là bằng tốt nghiệp hệ chính quy trường đại học dân lập Đông Đô năm 2002, ngành kiến trúc hạng trung bình. Cũng trong văn bằng này thì ông Chiến được công nhận danh hiệu kiến trúc sư bằng tốt nghiệp năm 2002 của ông Chiến do Phó Giáo sư Nguyễn Liên Ký với chức danh là Hiệu trưởng Thực tế thì năm 2003, phó giáo sư Nguyễn Liên, người ký bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên trường đại học dân lập Đông Đô, mới chỉ là quyền hiệu trưởng. Hồi đầu tháng 1, thì học viện khoa học xã hội cũng đã hủy toàn bộ kết quả học tập của 12 học viên sử dụng văn bằng giả của trường đại học Đông Đô. Tại cơ sở đào tạo này bao gồm có 11 người đang làm tiến sĩ và một người học thạc sĩ. Trước khi học viện ra quyết định hủy kết quả học tập của 12 cá nhân này, thì nhiều người đã tự nguyện có đơn xin rút không làm nghiên cứu sinh tại học viện. Và chuyện tai tiếng về những chiếc bằng giả gắn mát trường đại học dân lập Đông Đô còn được biết đến bởi vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại trường này. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thì quá trình tuyển sinh đào tạo của trường ông Trần Khắc Hùng sinh năm 1972 cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo Liên tục Viện trưởng Viện Đào tạo và Phát triển Công nghiệp 4.0 Trường Đại học Dân lập Đông Đô nhận thấy một số cá nhân có nhu cầu lấy hai văn bằng ngôn ngữ tiếng Anh để mà làm nghiên cứu sinh, học thạc sĩ, thi tuyển công chức và thi nâng ngạch vì vụ lợi ông Hùng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để mà chỉ đạo ban giám hiệu viện đào tạo liên tục viện 4.0 đào tạo và quản lý sinh viên phòng tài vụ làm cấp văn bằng hai giả của hệ chính quy ngành ngôn ngữ tiếng Anh cho những người có nhu cầu. Cáo trạng xác định từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019, ông Hùng và đồng phạm đã làm cấp bằng và giấy chứng nhận giả cho 431 trường hợp thu lợi bất chính hơn 7,1 tỷ đồng. Trong đó thì cơ quan điều tra làm rõ 210 trường hợp được cấp văn bằng giấy chứng nhận giả và việc dùng văn bằng giả để kiến nghị xử lý theo quy định. Còn 221 trường hợp được cấp văn bằng giả đã xác định được gọi tên tuổi người được cấp bằng nhưng không xác định được nơi cư trú đơn vị công tác. Tháng 11 năm 2020, Cảnh sát điều tra đã có văn bản kiến nghị đơn vị chủ quản của người dùng văn bằng và cơ sở giáo dục và các cá nhân dùng bằng giả dạ để làm hồ sơ học thạc sĩ, tiến sĩ xử lý sai phạm và khắc phục hậu quả. Đến nay thì có 43 trường hợp đã có kết quả xử lý. Hồi cuối tháng 6, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Bình Phước cũng có quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo cách chức vụ đối với ông Bùi Quốc Minh, Phó Bí Thư Thường trực huyện Phú Diềng vì dùng mặt giả để đi xin việc và từ đó được bầu vào các chức danh chủ chốt ở huyện. Theo kết quả xác minh năm 1992, ông Minh mượn bằng tốt nghiệp đại học của một người bạn rồi đem đi photocopy, sửa lại tên của mình và sau đó dùng bản photocopy này đi xin việc tại một số cơ quan. Quá trình làm việc tại các cơ quan nhà nước thì ông Minh được điều chuyển công tác qua nhiều đơn vị khác nhau. Năm 2006 khi mà cơ quan yêu cầu bổ sung hồ sơ cán bộ công chức, ông này nộp bản photo bằng đại học giả trước đó. Đến năm 2007, thì ông Minh bổ sung một bằng đại học hệ tại chức của trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vào hồ sơ công chức thay thế cho bản photocopy giả đã nộp trước đó để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phú Riềng nhiệm kỳ 2016-2021. Tuy nhiên thì qua xác minh của đoàn thanh tra đến tháng 12 năm 2019 thì ông Minh mới hoàn thành khóa học và nhận bằng tốt nghiệp tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Do có hành vi vi phạm trên, ông Minh đã bị cách chức vụ phó bí thư thường trực huyện ủy Phú Riềng nhiệm kỳ 2016-2021, điều động về làm cán bộ bình thường tại ban tổ chức tỉnh ủy Bình Phước. Trước đó, vào năm 2014, ông Trần Hữu Tường Trường phòng giáo dục đào tạo huyện Tuy Phước xác nhận với cơ quan chức năng đã có kết luận 20 nhân viên y tế học đường đang làm việc tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trong huyện sử dụng bằng giả. Vụ việc được phát hiện khi mới đây, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bình Định có kết luận về hai đối tượng mua bán bằng giả, nguyên là nhân viên y tế học huyện Tuy Phước gồm có Phạm Thị Xuân Mai 44 tuổi, nhân viên y tế học đường trường tiểu học số 2 xã Phước Hiệp và Trịnh Thị Ngọc Hậu, 38 tuổi, nhân viên y tế, học đường, trường, trung học cơ sở Phước Hiệp. Theo đó, năm 2006, Mai và Hậu mua hai bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả với giá 5, ,5 triệu rưỡi của một đường dây mua bán bằng giả từ thành phố Hồ Chí Minh để sử dụng cho mình. Năm 2008 thì Mai mua tiếp 6 bằng trung cấp điều dưỡng giả với giá gần 60 triệu đồng sau đó mang một bằng còn lại giao cho bốn người khác. Một thời gian sau thì hai đối tượng liên tục mua thêm hàng chục bằng giả từ thành phố Hồ Chí Minh đưa về Bình Định bán lại để kiếm lãi. Trong đó có 20 khách hàng của hai đối tượng này hiện đang là nhân viên y tế học đường huyện Tuy Phước. Lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo cho biết hướng giải quyết là buộc thôi việc những nhân viên này và trả về địa phương. Ngoài ra, Hiện Mai và Hậu cũng bị Viện kiểm sát tỉnh Bình Định truy tố về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan chức năng đang chờ ngày ra tòa xét xử. Vào tháng 3 năm 2014, ông Phạm Văn Lại, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa cho biết lãnh đạo huyện này đã ra quyết định miễn nhiệm chức vụ phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Định Công đối với ông Bùi Tuấn Ngọc vì giả mạo bằng cấp. Theo Ủy ban kiểm tra huyện Yên Định sau khi có đơn thư của người dân xã Định Công tố cáo ông Ngọc sử dụng bằng trung học phổ thông giả, Ủy ban kiểm tra huyện Yên Định đã vào cuộc và xác minh làm rõ. Theo hồ sơ thì hồ sơ quản lý cán bộ công chức tại phòng nội vụ, ông Ngọc còn có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bản photo công chứng sinh ngày 2 tháng 1 năm 1966 tại xã Định Công, huyện Định, huyện Thiệu Yên. Nay là huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Ông Ngọc tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm 1984. Tuy nhiên thì trong công văn trả lời công an huyện Yên Định của thanh tra Sở Giáo dục đào tạo Thanh Hóa lại không có tên ông Bùi Tuấn Ngọc, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1966 tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Thanh Hóa năm 1984. Hội đồng thi Thiệu Yên một khóa khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 1984. Tại hội đồng thi này không có thí sinh nào tên Bùi Tuấn Ngọc. Theo tường trình của ông Ngọc thì ông từng học trung học phổ thông tại trường trung học phổ thông Thiệu Yên 1. Tuy nhiên thì do hoàn cảnh khó khăn nên ông Ngọc chỉ học đến lớp 10 và sau này khi rời quân ngũ thì ông về địa phương công tác. Để hồ sơ lý lịch được trơn tru thì ông Ngọc đã mượn bằng tốt nghiệp cấp 3 của bạn để photo làm giả hồ sơ cho mình. Được biết, sau khi bị miễn nhiệm phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Định Công, ông Ngọc được chuyển xuống làm thường vụ, thường trực Đảng ủy xã này và có những chuyện là có những giảng viên đại học cũng sử dụng bằng giả. Người sử dụng bằng giả là giảng viên Trần Thị Hoài Diễm sinh năm 1981, công tác tại phòng khoa học công nghệ hợp tác quốc tế, trường đại học Nghệ thuật Huế. Theo học thạc sĩ ngành quản lý giáo dục tại trường đại học sư phạm Huế. Vào tháng 8 năm 2012, giảng viên này tốt nghiệp và được Đại học Huế cấp bằng thạc sĩ. Sau đó có đơn thư tố cáo giảng viên này đã sử dụng bằng Đại học Ngoại ngữ giả để đủ điều kiện được Đại học Huế cấp bằng thạc sĩ. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Thuyết, trưởng ban đào tạo Đại học Huế cho biết, sau khi tổ chức kiểm tra giảng viên Trần Thị Hoài Diễm xuất trình một tấm bằng Đại học Ngoại ngữ do một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh cấp, Đại học Huế đã tiến hành xác minh hồ sơ gốc ở trường đại học cấp bằng và sự thật là không có hồ sơ trùng khớp với tấm bằng mà giảng viên Trần Thị Hoài Diễm đã sử dụng. Tháng 4 năm 2013, Đại học Huế đã ra quyết định thu hồi bằng thạc sĩ của giảng viên Trần Thị Hoài Diễm và đồng thời đã thông báo bằng văn bản đề nghị trường đại học nghệ thuật có hình thức xử lý kỷ luật cán bộ do mình quản lý. Trao đổi thì tiến sĩ Phan Thanh Bình, hiệu trưởng trường Đại học Nghệ thuật Huế cho biết, trường đã có hình thức kỷ luật nhắc nhở đối với giảng viên Trần Thị Hoài Diễm vì lý do là lý giải về hình thức kỷ luật cán bộ này, ông Bình nói, bằng của cô Diễm sử dụng cho việc học ở bên ngoài chứ không dùng bằng giả dạ để làm việc tại trường thì chúng tôi đã xử lý nghiêm khắc hơn. Trước đó vào ngày 8 tháng 4 năm 2011 Bà Lê Thị Kim Hoàng, Phó Giám đốc Giáo dục Đào tạo Sóc Trăng cho biết tỉnh Sóc Trăng có đến 284 cán bộ sử dụng bằng giả, trong đó có 107 viên chức của ngành giáo dục. Sở dục đào tạo tỉnh Sóc Trăng trong quá trình xác minh ngành chức năng phát hiện có 35 đầu mối làm bằng giả, trong đó có 14 đầu mối ngoài ngành và còn lại thì trong ngành giáo dục. Và những người sử dụng bằng giả cho biết mỗi bằng họ mua được có giá từ 3 đến 20 triệu đồng bên cạnh đó thì ban chỉ đạo kiểm tra văn bằng chứng chỉ tỉnh sóc trăng đã kiến nghị với bộ giáo dục đào tạo xem xét cho ý kiến xử lý một số trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng đã có bằng đại học xin thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sẽ phát hành. Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.